Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 24 tháng 4 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thờ sự, trình bày phần cuối bài viết Giáo hội Venezuela bênh vực quyền của các thổ dân vùng Amazonia. Tiếp đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn. Một phút giây thôi nếu trời con vắng người, là một phút giây con sống lạc loài như dòng sông khô cạn nguồn nước. Trời cao mất hết trăng sáng. Một phút giây thôi đời con xa tình ngài, là một phút giây con chìm trong bóng tối. Đường trần gian buồn đau giăng đầy, từng ngày sống là kiếp đọa đầy. Chúa biết con luôn cần Chúa, như cánh diều cần gió để bay lượn, như tuổi đời cần có ngày tháng năm, như chim kia cần cánh để bay lên. Chúa biết con luôn cần Chúa, vì con đây được sống hình ảnh Ngài, nên hồn con luôn khát vọng không nguôi cho đến khi con gặp được chính Ngài. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 10, từ câu 22 đến câu 30. Khi ấy ở Jerusalem, người ta đang mừng lễ cung hiến đền thờ. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi lại lại trong đền thờ tại hành lang Salomon. Người Do Thái vây quanh Chúa Giêsu và nói: "Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết." Chúa Giêsu đáp: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi, nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi đấng đã ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống thường ngày, để tin một ai đó, chúng ta đòi phải thực nghiệm, nghĩa là phải nghe thấy, đụng chạm, chứng kiến những lời nói và việc làm của người ấy. Song nhiều lúc chúng ta thất vọng, vì lòng người không như ta nghĩ. Có rất nhiều lý do đưa đến thất vọng, nhưng lý do lớn nhất là cả hai đều không thể sống thật với nhau. Sứ điệp lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu trách những người Do Thái đã cứng lòng, không chịu tin vào Ngài. Đáng lẽ người Do Thái phải nhận ra Chúa Giêsu là ai, qua biết bao lời giảng và những phép lạ Chúa làm nhân danh Thiên Chúa Cha để bày tỏ quyền năng của Ngài. Nhưng thật đáng tiếc, họ không vượt qua được bức tường định kiến. Họ không dám sống thật lòng mình để nhận ra Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng cứu độ. Nguyên nhân của sự cứng lòng này là vì họ không thuộc về đoàn chiên của Chúa, không có sự thật ở trong mình.
Quả vậy Chúa Giêsu khẳng định, chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi ban cho chúng sự sống đời đời. Không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Khi Chúa Giêsu nói, không có gì và không ai có thể cướp chúng ta ra khỏi bàn tay của Chúa Giêsu, là Ngài tuyên bố, bằng sự phục sinh của Ngài, từ nay không có gì và không ai có thể thắng nổi tình yêu của Ngài. Tình yêu của Chúa Giêsu là bất khả chiến bại. Ma quỷ, bệnh tật, sự thù ghét và tội lỗi, dù mạnh đến đâu, cũng không bao giờ dập tắt được tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Bởi trong tư cách là một tử nhân lành, Chúa Giêsu biết chiên của Ngài. Ngài biết rõ thân phận người yếu đuối, biết chúng ta cần tình thương, cần sự cứu thoát. Chúa Giêsu biết rõ những khó khăn vất vả, những yếu đuối vấp ngã, những bệnh tật khổ đau, những ê chề thất vọng của chúng ta. Và Ngài luôn ở bên để an ủi yêu thương. Chuyện kể rằng, vào tháng 12 năm 1968, ba phi hành gia của Mỹ lần đầu tiên bay quanh mặt trăng. Cả thế giới hồi hộp theo dõi họ qua màn ảnh nhỏ. Bỗng người ta nghe thấy một trong ba phi hành gia cất lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con khả năng nhận biết tình yêu của Chúa trong thế giới. Xin ban cho chúng con đức tin, đức cậy và lòng nhân ái, dù rằng chúng con rất yếu đuối. Xin cho chúng con sự hiểu biết, để chúng con tin yêu Chúa mỗi ngày một hơn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đứng trước Thiên Chúa, nhân loại đều phải quỳ gối để chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ. Bởi bất cứ ai đặt niềm tin vững vàng nơi Thiên Chúa, thì cũng đều nhìn nhận sự vĩ đại, quyền năng vô hạn, tình yêu bao la và quy phục Thiên Chúa. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 153 dạy. Đức tin là một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Do đó, khi chúng ta tin kính Thiên Chúa, cũng là lúc chúng ta chấp thuận trong đức tin những điều Thiên Chúa đã mặc khải cho chúng ta, nơi Chúa Giêsu Kitô, con yêu dấu của Người. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ chúng con. Chúa đã mặc khải cho chúng con biết rằng Chúa bởi Cha mà đến, và hằng thi hành thánh ý của Cha, nên một với Cha. Giữa những vòng xoáy của cuộc sống nhân sinh này, xin cho con vững tin vào Chúa, và đừng để con phải xa lìa tình yêu của Chúa. Bởi Chúa biết hết mọi sự trong ngoài cuộc đời con, và Chúa biết con cần Chúa, và Chúa cũng biết rằng con yêu Chúa biết bao. Amen. Một phút giây thôi nếu đời con vắng Ngài, là một phút giây con sống tệ hại. Ân tình Cha chỉ lòng chẳng nhớ, để chạy theo bóng tôi ô nhớ. Một phút giây thôi đời con xa tình Ngài, là đời sống con không còn đường đi tới, vào hồn con màu hoang xa mà từng nhịp bước là những lầm lạc. Chúa biết con luôn cần Chúa, như cánh diều cần gió để bay lượn, như tuổi đời cần có ngày tháng năm, như chim kia cần cánh để bay lên. Chúa, vì con đây được giống hình ảnh Ngài, nên hồn con luôn khát vọng không nguôi, cho đến khi con gặp được chính Ngài. Chúa biết con luôn cần
Chúa, như cánh diều cần gió để bay lượn, như tuổi đời cần có ngày tháng năm, như chim kia cần cánh để bay lên. Chúa biết con luôn cần Chúa, vì con đây được sống hình ảnh Ngài, nên hồn con luôn khát vọng không nguôi cho đến khi con gặp được chính Ngài. Nên hồn con luôn khát vọng không nguôi cho đến khi con gặp được chính. Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ truyền chức linh mục cho 16 tân chức. Sáng Chủ nhật 22 tháng 4 vừa qua là Chủ nhật Chúa Chiên Lành và cũng là ngày giáo hội cầu nguyện cho ơn gọi linh mục tu sĩ. Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ truyền chức linh mục cho 16 phó tế. Trong số 16 tiến chức có thầy Phaolô Đỗ Văn Tân, người Việt Nam, thuộc Đại chủng viện Redemptoris Mater. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có 9 hồng y và hơn 200 linh mục, trong đó có hàng chục linh mục Việt Nam với sự tham dự của khoảng 8.000 tín hữu, và trong đó có các anh chị em liên tu sĩ Roma. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nêu bật sự kiện Chúa Giêsu Kitô là thượng tế duy nhất của tân ước, nhưng trong Ngài, toàn dân Chúa được tham dự vào chức linh mục ấy và cách riêng các linh mục được Chúa tuyển chọn. Rồi Đức Thánh Cha định nghĩa các linh mục như sau. Thật thế, các ngài sẽ được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô thượng tế và linh mục đời đời, hay các ngài sẽ được thánh hiến như các linh mục đích thật của tân ước. Tước hiệu này kết hiệp các ngài với giám mục của các ngài, và các ngài sẽ là những người rao giảng tin mừng, mục tử của dân Thiên Chúa, và sẽ chủ sự các hành động phụng tự, đặc biệt là cử hành hy tế của Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các tân chức tươi vui phân phát lời Chúa cho tất cả mọi người, kiên trì đọc và suy niệm lời Chúa, để tin điều đã đọc, dạy điều đã học được trong đức tin và sống điều đã dạy. Đức Thánh Cha nói, linh mục hãy là lương thực cho dân Chúa với giáo lý, niềm vui và sự nâng đỡ cho các tín hữu với hương thơm cuộc sống. Hãy xây dựng nhà Chúa là giáo hội với lời nói và gương sáng. Các con sẽ tiếp tục công trình thánh hóa của Chúa Kitô. Qua chức thừa tác của các con, hy tế thiêng liêng của tín hữu được kiện toàn để hiệp cùng hy tế của Chúa Kitô qua tay các con nhân danh toàn giáo hội, được dâng lên một cách không đổ máu trên bàn thờ trong việc cử hành các mầu nhiệm thánh. Như vậy, hãy nhận biết điều các con làm. Hãy noi gương điều các con cử hành để khi tham dự vào mầu nhiệm cái chết và sự phục sinh của Chúa, các con mang cái chết của Chúa Kitô trong các chi thể của mình và bước đi với Ngài trong cuộc sống mới. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nêu bật nhiệm vụ của linh mục trong việc cử hành các bí tích. Với bí tích rửa tội, các con kết hiệp với tín hữu mới vào dân Thiên Chúa. Với bí tích sám hối, các con tha tội nhân danh Chúa Kitô và giáo hội. Ở đây, cha dừng lại để xin các con, làm ơn đừng bao giờ mệt mỏi thương xót. Các con hãy nghĩ tới tội lỗi của mình, tới các bần cùng của mình mà Chúa Giêsu đã tha thứ. Các con hãy từ bi. Với dầu thánh, các con làm vơi nhẹ các bệnh nhân. Khi cử hành các lễ nghi thánh và khi dâng lên trong các giờ của ngày sống lời cầu nguyện chúc tụng và khẩn nài, các con trở thành tiếng nói của dân Thiên Chúa và của toàn nhân loại. Ý thức được mình đã được lựa chọn giữa loài người và được thiết lập cho họ để lo lắng cho các việc của Thiên Chúa. Các con hãy thi hành trong tươi vui, bác ái và chân thành công việc tư tế của Chúa Kitô,
chỉ cố ý duy nhất làm đẹp lòng Thiên Chúa, chứ không làm vừa lòng chính mình hay con người hoặc vì các lợi lộc khác. Chỉ phục vụ Thiên Chúa cho thiện ích của dân thánh trung thành của Thiên Chúa. Sau cùng, khi tham dự vào sứ mệnh của Chúa Kitô là đầu và làm mục tử, trong niềm hiệp thông con thảo với giám mục của các con hãy dấn thân hiệp nhất các tín hữu trong một gia đình duy nhất để dẫn đưa họ tới Thiên Chúa Cha nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần. Và các con hãy luôn luôn có trước mắt gương mục tử nhân lành là đấng đã không đến để được phục vụ, nhưng là để phục vụ, để tìm cứu vớt những gì đã bị hư mất. Tiếp theo đó là nghi thức chuyển chức linh mục. Sau đó, các tân linh mục đã đứng chung quanh bàn thờ đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha. Trong phần hiệp lễ, đã có hàng chục linh mục đã cho các tín hữu chịu mình Thánh Chúa. Tin Ai Cập. Chính phủ Ai Cập hợp pháp hóa 102 nhà thờ của Kitô giáo. Theo hãng tin Trung Đông MENA, Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail đã phê chuẩn việc hợp pháp hóa 102 nhà thờ của Kitô giáo xây dựng không phép và 64 công trình xây dựng gắn với nhà thờ. Quyết định này được đưa ra hôm thứ Hai 16 tháng 4 vừa qua trong một cuộc gặp gỡ với Ủy ban Điều phối đặc trách việc cứu xét và hợp pháp hóa các nhà thờ không có giấy phép. Tại Ai Cập, có được giấy phép xây dựng nhà thờ là điều hết sức khó khăn. Thủ tục xin phép thường mất rất nhiều năm, có nghĩa là nhiều Kitô hữu Ai Cập phải sinh hoạt trong các nhà thờ không có giấy phép. Tuy nhiên, mới đây, các quy định dường như đã được nới lỏng. Vào tháng Giêng năm 2018, Bộ Nhà ở của Ai Cập đã ban hành một quy định cho phép các Kitô hữu được cử hành lễ nghi tôn giáo của mình tại các nhà thờ xây dựng không phép đang chờ được hợp thức hóa. Và vào tháng 2, Ủy ban Nội các đã phê chuẩn việc hợp pháp hóa 53 nhà thờ và các công trình gắn với nhà thờ. Quả vậy, năm 2016, chính phủ Ai Cập đã thông qua một đạo luật nhằm nới lỏng các quy định về việc cấp giấy phép xây dựng nơi thờ tự của Kitô giáo, dựa trên Hiến pháp năm 2014, bảo đảm quyền tự do thực hành tôn giáo cho người Hồi giáo, người Kitô hữu và người Do Thái. Kitô hữu là cộng đồng tôn giáo thiểu số ở Ai Cập, và vấn đề xây dựng nhà thờ tại quốc gia này là một vấn đề gây ra rất nhiều tranh cãi. Theo hãng tin công giáo CNA, toàn Ai Cập có khoảng 2.600 nhà thờ, có nghĩa là cứ 5.500 công dân Kitô giáo mới có một nhà thờ, trong khi tỷ lệ này đối với Hồi giáo là 620 công dân Hồi giáo có một nhà thờ. Đã có một số biến cố xảy ra, trong đó những đám đông gồm đa số Hồi giáo đã kích động các cuộc tấn công chống lại Kitô hữu và tàn phá hoặc triệt hạ các nhà thờ của Kitô giáo, đặc biệt là ở Thượng Ai Cập. Trong một diễn biến khác, Đức Thượng Phụ Công giáo Cope Ibrahim Isaac Rixac đã chúc mừng Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi trong dịp ông tái đắc cử vào chức vụ này hồi đầu tháng 4. Theo Vatican News, cha Rafik Reche, người phát ngôn của Giáo hội Công giáo Cope Ai Cập, nói rằng Đức Thượng Phụ Sidrak cũng nhấn mạnh với Tổng thống Ai Cập về tầm quan trọng của việc chăm lo cho người dân trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và phúc lợi trong nhiệm kỳ 4 năm tới. Cha Reche nhận định rằng đạo luật liên quan tới việc xây dựng nhà thờ mới được thông qua hồi năm ngoái là rất tích cực. Cha nói, đó là một đạo luật mà các Kitô hữu đã chờ đợi từ lâu. Cha cũng hoan nghênh hành động của chính phủ chống lại các cuộc khủng bố tấn công nhắm vào các nhà thờ. Tin Vatican. Ca đoàn Sistine của Tòa Thánh thực hiện chuyến lưu diễn toàn Hoa Kỳ lần đầu tiên. Ca đoàn Sistine của Vatican được biết như ca đoàn của Đức Giáo Hoàng sẽ thực hiện chuyến lưu diễn tại Hoa Kỳ trong mùa hè này. Đây là chuyến lưu diễn toàn Hoa Kỳ lần đầu tiên, bao gồm các thành phố Atlanta, New York, St. Louis, Detroit, Miami, Boston, Chicago và Los Angeles,
kéo dài từ ngày 3 đến ngày 23 tháng 7 năm 2018. Năm ngoái, vào tháng 9, ca đoàn Sistine cũng đã thực hiện chuyến lưu diễn đầu tiên tại Hoa Kỳ sau 30 năm. Ca đoàn đã hợp xướng tại Đền thờ Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm tại thủ đô Washington, tại New York và Detroit. Ca đoàn Sistine có tên chính thức là Cappella Musicale Pontifica Sistina, bao gồm 20 ca sĩ chuyên nghiệp khắp thế giới và một nhóm 35 trẻ nam tuổi từ 9 đến 13, được gọi là Pueri Cantores. Ca đoàn này có lịch sử 1.500 năm và được tin là ca đoàn lâu đời nhất trên thế giới. Mark Spiropoulos là một ca viên Vương quốc Anh chia sẻ rằng, theo ý anh, mục đích chuyến lưu diễn là mang đến cho nước Mỹ sức mạnh tâm linh của nhà nguyện Sistine, vẻ đẹp siêu việt ở trung tâm của Vatican. Trong cuộc lưu diễn tại Hoa Kỳ lần này, ca đoàn sẽ hợp xướng những tác phẩm âm nhạc hay nhất từ Vatican và từ văn khố có từ thế kỷ thứ 16. Cha Massimo Palombella, điều khiển ca đoàn Sistine, chia sẻ rằng ca đoàn này rất vui và vinh dự về chuyến lưu diễn toàn Hoa Kỳ lần đầu tiên này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài viết của Linh Tiến Khải về những nỗ lực của giáo hội tại Venezuela trong việc bênh vực quyền của các thổ dân vùng Amazonia. Bài viết được tiếp tục như sau. Việc thông báo chính thức các dự án đó được trình bày như là giải pháp cho các vấn đề quốc gia và thúc đẩy phát triển, nhưng đã không có các ghi nhận cụ thể và chỉnh sửa thực sự. Dư luận xã hội nói đến sự tàn phá và cầm cố tương lai. Vì thế, chúng tôi tố cáo mô thức sinh hoạt hiện có tại Venezuela và nhiều nước châu Mỹ Latin cũng như trên thế giới, vì nó là một mô thức phát triển không thể chịu đựng nổi, tăng tốc tình trạng nghèo đói, việc tùy thuộc các thay đổi của thị trường do các công ty đa quốc xác định và tình trạng nợ nần chưa từng thấy của các quốc gia, trở thành nạn nhân của các công ty này khi lụy phục thị trường quốc tế. Các sinh hoạt thái quá là phần của một mô thức kinh tế thống trị đã phân rẽ con người với thiên nhiên, và hiểu nó như một mô thức vô tận của việc khai thác các tài nguyên thiên nhiên. Đã có nhiều tiếng nói chống lại việc tàn phá thiên nhiên và việc loại trừ các thổ dân và các nền văn hóa của họ do đường lối chính trị kinh tế này gây ra. Nhiều tổ chức thổ dân khác nhau đã lên tiếng tố cáo sự kiện này và việc vi phạm các quyền của họ, nhưng họ đã chỉ nhận được sự thinh lặng và các đàn áp. Nghiên cứu của các chuyên viên thường báo động xã hội và nhiều tổ chức liên quan tới các vấn đề này, nhưng có ít tiếng vang đối với các lập trường và lời kêu gọi của họ vì có các lợi nhuận quá to lớn. Đôi khi có các tin tức liên quan tới các vụ tàn sát và thanh toán được các phương tiện truyền thông đưa ra ánh sáng, khiến dư luận xã hội chú ý, nhưng các giới hữu trách vẫn không thèm biết đến. Các lời tuyên bố chính thức biện minh cho việc gia tăng sinh hoạt khai thác các quặng mỏ như cách thế cần thiết giúp kinh tế tăng trưởng và phát triển cho tương lai, nhưng cần tố cáo việc thiếu các điều kiện tối thiểu bảo vệ thiên nhiên. Thật là cần thiết việc thông tin tin tức và sự trong sáng minh bạch liên quan tới sinh hoạt khai thác quặng mỏ với các giới hạn đúng đắn để tránh các hậu quả tiêu cực trên môi sinh và dân chúng sống trong các vùng đất này. Các xung đột xã hội môi sinh ảnh hưởng sâu rộng trên mọi người dân Venezuela và các nhu cầu cuộc sống của họ như có điện, có nước trong lành để uống,
giải quyết vấn đề rác rưởi, vân vân. Chúng vượt xa ranh giới của Venezuela vì cũng liên quan tới 8 quốc gia có chung biên giới với vùng Amazonia. Vì nhận thức được tầm quan trọng và các vấn đề môi sinh và hậu quả của nó liên quan tới toàn nhân loại, nên giáo hội đã đưa ra các lập trường chính xác rõ ràng, giúp mọi người ý thức hơn, và đề nghị các giải pháp giúp tôn trọng môi sinh. Trong số các tài liệu đó có thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco, có thể là điểm tham chiếu cho mọi người. Từ khi được công bố hồi năm 2015 tới nay, thông điệp đã lay động nhiều lương tâm và thăng tiến các sáng kiến, giúp đương đầu một cách sáng suốt và cương quyết với các vấn đề liên quan tới tương lai tức thì của toàn nhân loại. Trong đại hội khoáng đại lần thứ 5, triệu tập tại Aparecida, bên Brazil, hồi tháng 5 năm 2007, Liên hội đồng giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe, viết tắt là CELAM, cũng đã thảo luận vấn đề môi sinh đặc biệt trong vùng Amazonia. Ít năm sau, hồi tháng 9 năm 2014, tổ chức CELAM đã cho thành lập mạng lưới giáo hội toàn vùng Amazonia để phối hợp mọi nỗ lực và sáng kiến mà giáo hội của 8 quốc gia thực hiện trong toàn vùng rộng lớn này. Mới đây, tổ chức CELAM đã công bố tài liệu tựa đề Các môn đệ thừa sai giữ gìn thụ tạo, áp dụng thông điệp Laudato Si vào thực tại của châu Mỹ Latin. Tài liệu nêu bật một số điểm trong thông điệp của Đức Thánh Cha liên quan tới châu Mỹ Latin và mời gọi giáo hội và mọi người hoán cải môi sinh toàn vẹn để giữ gìn ngôi nhà chung. Sau cùng là sáng kiến của Đức Thánh Cha Francisco triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục cho vùng Amazonia về vấn đề môi sinh với đề tài Amazonia, các con đường mới cho giáo hội và cho một môi sinh toàn vẹn. Hiện nay, các giám mục châu Mỹ Latin đang nỗ lực chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục này. Giáo hội Venezuela cùng với Mỹ Châu và toàn thế giới cảm thấy lo âu trước nạn cướp bóc thiên nhiên, sự thờ ơ và việc loại trừ các dân tộc sống trong các vùng bị tàn phá này. Giáo hội đặt kỳ vọng nơi các giá trị tích cực và sự đề kháng hiện diện trong nền văn hóa của các thổ dân, công việc của các thừa sai trợ giúp họ và biết bao nhiêu người nhạy cảm dấn thân trong việc săn sóc thiên nhiên và tương lai của các dân tộc này. Giáo hội cảm thấy được huy động tìm ra các con đường mới giúp củng cố các cộng đoàn Kitô hiện có hay sẽ được thành lập và săn sóc thụ tạo cho thiện ích của tất cả mọi người và cho các thế hệ tương lai. Gần một thế kỷ qua, giáo hội đã tái hiện diện trong các vùng này nhằm mục đích trợ giúp các thổ dân đã từng sinh sống trong vùng với các chương trình y tế, giáo dục, trợ giúp phát triển an sinh, tổ chức và truyền giáo. Đó đã là một lộ trình dài mà các thừa sai nam nữ cống hiến phần tốt đẹp nhất cuộc đời các vị cho các anh chị em thường bị loại trừ và vô gia cư này. Các vị tiến bước với các vấp ngã và sai lầm, nhưng cũng với các thành công, với rất nhiều tận tụy và tình yêu, với việc hội nhập văn hóa ngày càng gia tăng, và sự trợ giúp để họ trở thành các tác nhân số phận của họ. Năm 2015, Giáo hội Venezuela sáp nhập vào tổ chức REPAM, bản tường trình mà giáo hội đã thực hiện từ nhiều năm qua với các giáo hội địa phương vùng Amazonia. Sự tương trợ giữa các giáo hội địa phương thành phần của vùng Amazonia đã rất tích cực. Đây là cơ may lớn đối với các tương quan và sự cộng tác với các cơ cấu và cá nhân khác, dấn thân bảo vệ và đánh giá cao thiên nhiên. Hội đồng Giám mục Venezuela và các ủy ban phát triển và yểm trợ các thổ dân và các anh chị em gốc Phi Châu lấy làm của mình các tiếng kêu than vang lên từ khắp nơi liên quan tới tình trạng công bằng và bảo vệ thiên nhiên, và kêu gọi chú ý tới thiện ích và các quyền của toàn dân cũng như của các thế hệ tương lai,
chống lại các chương trình chỉ tìm các lợi nhuận kinh tế riêng tư. Giáo hội cũng lặp lại các tố cáo của các thổ dân sống trong vùng này, nhất là của các tổ chức thổ dân lên tiếng phản đối để bênh vực các quyền lợi của họ, như đã được xác định trong Hiến pháp quốc gia. Chúng ta được mời gọi là những người giữ gìn thụ tạo theo lời mời của Đức Thánh Cha và của các giám mục toàn châu Mỹ Latin. Cần phải gìn giữ, bênh vực và bảo vệ ngôi nhà chung cho thiện ích của tất cả mọi người và cho các thế hệ tương lai. Hiệp nhất với tất cả mọi người đấu tranh cho việc sử dụng thiên nhiên với lòng tôn trọng bằng cách thăng tiến một nền môi sinh toàn vẹn. Chúng tôi cũng canh tân, dấn thân cùng với các dân tộc đã sống trên các vùng đất này để loan báo tin mừng của Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế đã được Thiên Chúa Cha gửi tới để thực hiện trong thế giới này nước của công bằng, tình yêu và hòa bình, để đồng hành với họ trong cuộc mạo hiểm tuyệt diệu hầu trở thành các chủ nhân số phận của mình và củng cố các nền văn hóa và trao đổi với sự hiểu biết và các giá trị tinh thần với các người khác. Để trở thành các môn đệ và thừa sai có gương mặt thổ dân của cộng đoàn các người theo Chúa Giêsu Kitô. Sau cùng, chúng tôi được mời gọi họp thành một mạng lưới với tất cả các tổ chức và cá nhân chấp nhận dự án bảo vệ và thăng tiến Amazonia, để giữ gìn và chia sẻ việc thụ hưởng nó bằng cách chú ý tới các thổ dân và mọi sắc dân sinh sống tại đây, là những người đã biết tôn trọng yêu mến thiên nhiên như nguồn sự sống và căn tính riêng. Tổ chức REPAM muốn là một trong biết bao nhiêu mạng lưới đó trong nỗ lực thăng tiến thiện ích cho tất cả mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài viết của Linh Tiến Khải về những nỗ lực của giáo hội tại Venezuela trong việc bênh vực quyền của các thổ dân vùng Amazonia. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15 từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha thầy là người trồng nho. Nhành nào trong thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời thầy đã nói với các con. Các con ở trong thầy và thầy ở trong các con, cũng như nhành nho, tự nó không thể sinh trái được nếu không dính liền với cây nho. Các con cũng vậy nếu không ở trong thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong thầy và thầy ở trong người ấy sẽ sinh nhiều trái. Vì không có thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong thầy thì bị vứt ra ngoài như ngành nho và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong thầy và lời thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm Cha thầy được vinh hiển, là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của thầy. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật tuần trước, chúng ta đã suy niệm bài tin mừng về vị mục tử nhân lành.
Đức Giêsu là vị mục tử tốt lành đã hiến mạng sống mình vì đoàn chiên, để tập hợp chúng ta lại thành một đoàn duy nhất. Người cũng sai các môn đệ loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, để ai nghe tiếng của người thì trở thành môn đệ, trở thành những con chiên tốt lành trong đàn chiên của người. Hôm nay, bài tin mừng muốn đưa chúng ta đến một thái độ sống mới của những con người đã được cứu độ. Thay vì hình ảnh của đoàn chiên, bài tin mừng sẽ đưa chúng ta đến khung cảnh của hội thánh. Tác giả sách tin mừng dùng hình ảnh sự gắn bó của các nhành nho với cây nho để diễn tả mối liên kết của các thành phần trong hội thánh. Qua phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy hội thánh là dân mới của Thiên Chúa, các môn đệ của Đức Giêsu là những người đầu tiên thể hiện nếp sống mới đó. Trong cộng đoàn dân mới ấy, các môn đệ được mời gọi gắn bó mật thiết với đầu của mình là Đức Giêsu. Đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe, trích ở trong chương thứ 15, chỉ có 8 câu, nhưng đã dùng tới 7-8 lần từ ở lại. Trước hết, chữ ở lại được dùng theo nghĩa là gắn bó, liên kết, dính liền như cành nho gắn liền với cây nho. Đó là sự liên kết chặt chẽ đến nỗi không thể tách rời được. Như cành nho không thể tách rời khỏi cây nho, thì mỗi người chúng ta cũng không thể tách rời khỏi toàn bộ thân thể mầu nhiệm của Đức Giêsu là hội thánh. Kế đến, chữ ở lại được hiểu là ở với, ở cùng, theo đúng nghĩa đen của từ ngữ. Cũng như các môn đệ đã sống cùng, sống với và hoạt động bên cạnh Đức Giêsu là những tín hữu, chúng ta cũng cần phải ở với, ở bên và hoạt động cùng với Đức Giêsu. Nói cách khác là hoạt động trong Đức Giêsu. Thực tế là chúng ta không chỉ đơn phương ở trong Đức Giêsu, nhưng chính Đức Giêsu cũng ở với và ở trong chúng ta, vì người chính là nguyên lý của mọi hoạt động nơi chúng ta. Ngày nay, rất nhiều người tự mãn cho rằng mình không cần gì đến Thiên Chúa, hoặc giả như cần đến Thiên Chúa thì họ lại lập luận rằng họ không cần gì phải thực hành những điều mà giáo hội hướng dẫn chỉ bảo. Họ cho rằng họ có mối tương quan cá nhân riêng biệt với Thiên Chúa là đủ, không cần phải dính dáng gì đến cơ cấu, phẩm chất, thứ tự, phép tắc của giáo hội. Những điều đó chỉ làm tăng thêm những rắc rối trong đời sống con người, làm cho con người mất tự do. Lập luận ấy có thể đúng trên một phương diện nào đó, nhưng trên tổng thể, nó đang diễn tả một chủ trương cá nhân chủ nghĩa, một chủ trương lấy mình làm trung tâm, và Thiên Chúa chỉ là thứ trang trí thêm cho đời sống của họ mà thôi. Đó cũng chính là thái độ của chủ nghĩa vô thần, trên lý thuyết cũng như trong thực hành, loại chủ trương đang lớn mạnh trên thế giới và trong xã hội ngày nay. Thực ra, thái độ đó không quá khó hiểu, vì nó là hệ quả của một nhân sinh quan phiến diện, một lối nhìn không đầy đủ về thế giới và con người, một thái độ nửa vời khi tìm kiếm ý nghĩa của vũ trụ và con người. Bởi vì, một khi con người chân thành tìm kiếm sự thật, tìm kiếm chân lý, họ sẽ nhận ra sự giới hạn của mình, cũng như sự vĩ đại của vũ trụ tự nhiên mà chính Thiên Chúa là đấng sáng tạo và điều khiển toàn thể thụ tạo. Chỉ khi con người nhận ra mầu nhiệm của cuộc đời, huyền nhiệm của vũ trụ và mối tương liên của con người với thế giới siêu nhiên, họ mới có thể thấy rõ ý nghĩa cuộc đời mình mà thôi. Đức Giêsu nói đến lợi ích của việc ở lại với người và ở lại trong người. Như cành nho không gắn liền với cây nho thì sẽ khô héo. Nếu chúng ta không ở lại, ở bên và ở trong Đức Giêsu, chúng ta cũng sẽ tàn lụi và khô héo như vậy. Nhưng làm thế nào để có thể ở lại trong Đức Giêsu? Đó mới là điều khiến chúng ta phải suy nghĩ. Một đàng, chúng ta cần phải thiết tha với việc gắn bó và ở lại này.
Cổ nhân đã nói, vô tri bất mộ, không biết thì không yêu mến. Nếu chúng ta không dành thời giờ để học hỏi, để tìm tòi, để khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta sẽ không thể biết Ngài. Như thế, không thể yêu mến Ngài và ở lại trong Ngài. Thiên Chúa đã mặc khải chính mình cho chúng ta. Ngài mặc khải cho chúng ta qua vũ trụ vạn vật, qua mầu nhiệm nhập thể của người con chí ái là Đức Giêsu Kitô. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải mở rộng tấm lòng để Thiên Chúa tự do hoạt động nơi chúng ta. Chính Thiên Chúa ở bên và ở trong chúng ta, ngay cả khi chúng ta không nhận biết Ngài. Nhưng để có thể hoạt động hữu hiệu nơi chúng ta, Ngài cần chúng ta cộng tác với Ngài. Vì Ngài không muốn lấy đi sự tự do mà Ngài đã ban cho mỗi người chúng ta. Quả vậy, theo kế hoạch tự ngàn đời của Chúa Cha, con người được thông phần bản tính của Ngài. Thánh Phaolô Tông Đồ viết rằng, trong Đức Kitô, người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, theo ý muốn và lòng nhân ái của người, người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô. Ngay từ khởi đầu, khi ban hiện hữu cho mọi loài thụ tạo, Thiên Chúa đã đặt để con người trong tình trạng ân sủng nguyên thủy. Con người đã nhận lãnh sự sống thần linh từ Thiên Chúa, họ sống tình bằng hữu với Ngài. Sự hiệp thông này diễn ra liên lỉ qua việc Thiên Chúa đến gặp gỡ con người. Đó là cuộc gặp gỡ giữa ân sủng và tự do, giữa Thiên Chúa đấng mặc khải và con người, loài thụ tạo đón nhận mặc khải. Sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người có thể bị cắt đứt, bị gián đoạn nếu con người từ chối và bất trung với Thiên Chúa. Đó chính là lý do Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy liên lỉ ở lại trong người, gắn bó mật thiết với người, như người ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong người. Mỗi chúng ta hãy cố gắng ở lại trong Đức Giêsu qua đời sống cầu nguyện, qua việc tuân giữ các giáo huấn của người, nhất là qua việc hiệp thông với người trong bí tích thánh thể. Đồng thời, thể hiện sự hiệp thông đó qua cách hành xử quảng đại và bác ái với anh chị em xung quanh mình. Amen. Ở lại trong tình yêu Chúa.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện. Yêu là chết đi, là đông đinh, là biết hy sinh cho người mình yêu. Yêu không là ngó nhau, nhưng là ngước cao cùng nhìn về bên mai sau. Yêu xin đừng dối gian, xin đừng trách oan, dù lòng lo toan xin đừng ly tan. Yêu ta cùng ước giao rộng ngàn khô lâu, một lần xin hứa cho đời Giê-xu chết đi cho thương dân, đóng đinh cho người mình yêu mến. Hãy yêu trong an vui, thủy chung trong đau thương, sống trong cuộc đời đây nên yêu. Một buổi sáng mùa hè, có một chú chim họa mi tình cờ nghe tiếng một chàng trai than thở bên cửa sổ. Mình đã lang thang khắp các nương đồng, nhưng tìm đâu được một bông hồng màu đỏ dưới nắng cháy của mùa hạ này. Nếu mình không kiếm nổi một bông hồng màu đỏ để cài lên ngực áo cho nàng trong buổi dạ hội đêm nay, nàng sẽ rời bỏ mình mà đi. Chú chim họa mi không chịu nổi sự dằn vặt bi thương của chàng trai, nên quyết định phải ra tay giúp đỡ cho chàng. Thế rồi, họa mi liền bay đến, khép nép trước cây hoa hồng bên giếng nước, nài xin. Chị Hồng ơi, chị vui lòng tặng cho em một bông hồng đỏ thắm được không? Chị Hồng rung rung cành lá, giận dỗi. Họa mi ơi, em vô tâm như những chiếc gai trên thân chị vậy. Mùa hạ nắng cháy, sao em lại xin hoa hồng đỏ? Họa mi lại tiếp tục lên đường tìm kiếm. Nếp mình đậu trên một cành hồng trắng ngoài xa hàng dậu, họa mi lại nài xin. Chị hồng trắng ơi, có phép màu nào làm nở cho em một bông hồng đỏ chăng? Chị hồng trắng đáp. Chị sẵn sàng cho em, nhưng em phải chấp nhận hy sinh, kể cả sinh mạng của em đấy. Họa mi mừng rỡ. Được, bằng mọi giá chị ạ. Vậy em hãy đặt cổ em trên gai nhọn của chị, để máu em chảy xuống, nhuộm cho đóa hoa hồng này. Như vậy, mình sẽ có một bông hồng đỏ như máu, đẹp nhất trần gian. Chú chim họa mi tốt bụng đã nhanh chóng làm theo lời của chị hồng trắng và chiếc rũ trên cành hồng bên cạnh đóa hồng bí nhiệm màu đỏ tươi. Tối hôm đó, chàng trai vui mừng hái bông hồng đỏ mang về để tặng cho cô gái trong đêm dạ hội. Nhưng đau lòng thay, cô đã khước từ đóa hồng bí nhiệm ấy và chàng trai vì trên ngực áo của cô đã được cài một bông hồng giả. Sáng hôm sau, dân làng bắt gặp một đóa hồng đỏ bị nghiền nát, nằm tả tơi ở ven đường.
Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên gợi lên được phần nào ý nghĩa và vẻ đẹp của một tình yêu chân thật. Chú chim họa mi vì quý mến con người nên không ngại hy sinh cả tính mạng, lấy máu mình nhuộm đỏ cánh hoa hồng với mong muốn trở thành một món quà tình yêu để con người trao tặng cho nhau. Thế nhưng, con người lại không nhận ra được sự hy sinh và tình yêu cao cả đó. Thay vì mở rộng tấm lòng để đón nhận một tình yêu chân thật, con người lại khước từ. Yêu và được yêu là khát vọng sâu thẳm của tất cả mọi người. Nhưng yêu như thế nào và cách thức thể hiện tình yêu ra sao, đó là điều luôn khiến chúng ta băn khoăn và khắc khoải. Thiên Chúa là tình yêu, nên Ngài đã cho chúng ta những giải đáp rất tuyệt vời về tình yêu. Yêu chính là trao ban, là hy sinh, là cho đi, là dâng hiến mạng sống của mình cho người mình yêu thương. Thiên Chúa Cha yêu thương thế gian, nên đã trao ban người con một cho thế gian, để ai tin vào con của Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Còn Chúa Giê-xu, vì yêu thương nhân loại, nên Ngài đã hy sinh mạng sống cho con người. Tình yêu của người được đong đầy trong chính cuộc sống 33 năm, chung chia thân phận con người ở trần gian. Yêu thương, nâng đỡ và chữa lành cho những kiếp người khốn khổ nghèo hèn. Và đỉnh cao của tình yêu đó chính là cái chết đau đớn và nhục nhã trên thập giá. Tình yêu chân thật luôn phải trả bằng một giá rất đắt. Có khi nó phải được trả bằng máu và cả mạng sống của mình. Những ai có khả năng nhận ra được tình yêu chân thật và biết trân trọng tình yêu là những người sở hữu được những báu vật. Cô gái trong câu chuyện trên đây đã không nhận ra được vẻ đẹp và giá trị của tình yêu chân thật, nơi đóa hồng được nhuộm bởi màu máu của tình yêu, nên trên ngực áo của cô chỉ là một bông hồng giả vô giá trị. Và những hy sinh của chú chim họa mi cũng như chàng trai yêu cô chỉ là những cố gắng vô nghĩa. Học chữ yêu nơi Chúa, người Kitô hữu chúng ta được mời gọi sống quảng đại, yêu thương, sẵn sàng chấp nhận hy sinh, thua thiệt, để cho những người xung quanh mình được hạnh phúc và yên vui. Để sống chữ yêu như Chúa, chúng ta hãy mở rộng tâm hồn của mình để đón nhận tất cả mọi người và chân thành bước vào những mối tương quan tốt đẹp với người khác. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã dạy chúng con biết thế nào là yêu và sống cho tình yêu của mình một cách đúng nghĩa. Xin cho chúng con biết nhận ra tình yêu cao cả của Chúa dành cho chúng con và biết đáp trả lại tình yêu đó của Chúa qua lối sống tin, cậy, mến Chúa và trân trọng yêu thương, phục vụ tất cả mọi người. Amen. Ngày tháng qua vẫn thiết tha, dù lòng xót xa, xin tình bao la. Khi trong đời đắng cay, vẫn niềm mến say và đời hạnh phúc ngất ngây. Xin cho tình sáng lên, cho đời nắng lên, ngày tháng thắm lên khi đời buồn tên. Nhưng khi đời tối đen, khi ngày tôi đẹp, một lần xin hứa trọn đời thủy chung. Hãy yêu như Giê-xu, chết đi cho dương gian, đóng đinh cho người mình yêu mến. Hãy yêu trong an vui, thủy chung trong đau thương, sống trong cuộc đời đây nên yêu.
chết đi, là đông đinh, là biết hy sinh cho người mình yêu. Yêu, hãy đừng nói yêu, nhưng là hãy yêu bằng tình yêu mến mến yêu. Yêu, yêu là chết đi, yêu là đông đinh, là biết hy sinh cho người mình yêu. Yêu, hãy đừng nói yêu, nhưng là hãy yêu bằng tình chung thủy, bằng tình thủy chung. Hãy yêu như Giê-xu chết đi cho dương gian, đóng đinh cho người mình yêu mến. Hãy yêu trong an vui, thủy chung trong đau thương, sống trong cuộc đời đây mến yêu. Hãy yêu như Giê-xu chết đi cho dương gian, đóng đinh cho. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.